Hôm nay đi câu bể đầu quá các bạn ơi. Má mấy ổng ra bắt ghế đây ngồi câu luôn, bắt đá câu luôn. Câu có món đục nè, thế này chỉ có câu món đục thôi. Dính rồi các bạn ơi. Ôi cần ngu lờ này kéo phê vãi luôn á. Chắp lớn. Chắp lớn. Canh thấy cái đầm nó thấy cái thế ngay. Cá còn nhỏ quá. Má nhỏ vậy hàng gì? Nãy giờ nó phá. Ê, ê, ê. Cá cắn chim. Nè, còn mấy con nhỏ nhảy lên nữa nè. Thôi không được. Cá tráp này hả? Cá tráp thả vô đầm nó phá đầm. Ồ còn cá sơn không à? Đợt này nó ra cá sơn không à? Có đâu. Cua nữa nè. Lấy cái vỏ giùm ơi. Ừ. Rồi. Ừ, đóng đóng thu thu lên rồi. Thu lên rồi. Ý không cái vỏ kia kìa. Nên nó bò ra. Cái vỏ cái vỏ đó, cái vỏ cái tay quai màu đó. Kiện không? Tí nữa mê mấy con bự anh bắt hết. Cá đối Đối quá trời nè. Cá đối nãy nhiêu mấy chục đó. Hay là à, quá trời, cả mấy cống quá trời. Cái nâu đầm này nhiều mà ít à, nhỏ. Bao nhiêu cho mẹ hết không có. Thường vừa đủ.
chọt tay vô. Ăn chọt đi. Anh nói đừng có chọt tay vô. Cái đối bự 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 không ha. Đã không. Mà ở mập ha. Phải cái đối mập hai tháng nữa xuống cái đối bự dữ. Ha. Bự bự không. Em để đâu em để. Ủa cái kèo nó ra đêm mà. Cá kèo ra đêm mà không thể. Hả? Cá kèo ra ban đêm mà. Đây có bóng cá. Đường xe nó bị rách rồi. Giá. Cá đối bự thì không. Hợp ú. Còn cua nha. Còn mấy con nữa. Làm này cua nhiều quá lo gì. Có thả hả? Thả thêm giống hả? Mà tại cái môi trường nó tốt là trà nhiều. Làm đây là được á hả? Hả? Nè, giờ tôi làm ăn cái này cho khỏe, có câu kéo ấy không? Hả? Có một con cua thịt nào cũng được, một con thôi không được. Ủa sao? Chị hả? Sao không ăn cơ gạch? Phải có một con cho bọ. Có chiều gì ngoài những gì. Còn lại là cua gạch cũng được, hiểu không? Vâng vợ nó chữa được sốc mạch luôn. Có tôm nè, nào câu tôm không? Có tôm đất có mấy con nè. Có tôm đất có ra mấy có con nè. Có lấy câu ngọng. Tôi có đài cá chả hấp tí từ đi cầu mình. Ừ, thoải mái, cho đi bộ về mình. Con quên đây nè, đầm mình nãy. Đi bộ về mình mới ghê. Nha, thể. Hả con? Con hiểu một con cua thịt nhá. Có. Ừ, còn lại là cua Bình Đại là ngon cua rồi. Cua phải nhậu chứ. Có đâu, cho con mấy trường nhà thôi, chỉ có mình tôi đàn ông à. Ở dưới. Vũ bạn sắp thấy lớp mua lại 10kg á. Mua xong rượu em qua nè. À, ông ơi anh vào đuổi cho là đừng hết. Lấy em 2kg cá đuổi nha. Con này là cá kến nè, cá đối kến hả? Cá kến. Nhiều loại vậy? Đâu đó con đây. Nó giống cá đối á. Giải nhuyễn hơn. Giống hơn cá đối nhưng mà nó lại ngon hơn. Ngon hơn. Ờ, hình như vậy. Cái mỏ nó khác. Thịt đang lưỡi cá. Mỏ cũng giống chứ. Rồi cũng là nó, dòng họ nó. Có đúng cái con vậy. Nhiều khi đọc con cái đó. Hả? Cái đó. Cái đó. Cái đó. Cái đó. Cái đó.